Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Ly Yên Quân đây. Hôm nay theo cầu bạn Đỗ Ngọc Quang, bạn Hung Huynh, bạn Trần Thị Lâm, bạn Anticat, cùng với bạn Quang Vũ, bạn Đạt Có Ni, bạn Thanh Trung và bạn Bảo Vinh Nguyễn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Violet ở trong mùa 23 này nhá. Một vị tướng cũng rất là đặc biệt khi đây là vị tướng lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của mình. Đó, ngày xưa thì mình làm YouTube từ thời mùa 9. Cũng một cái phong cách quen thuộc cho vị tướng Violet vẫn là đi rừng và vẫn là farm bùa đỏ trước. Còn với cái clip đầu tiên của mình thì mình nhớ không nhầm là trận đấy thì chúng ta farm xong bùa đỏ, chạy sang bùa xanh thì bị thanh niên Murat két mất bùa xanh. Nó còn gọi cả Zuka để sang đánh hội đồng. Mặc dù là gần như trận nào chúng ta ăn bùa đỏ trước cũng bị cướp bùa xanh, nhưng cái đam mê thì nó vẫn ở đấy anh em. Đó, không ăn bùa xanh là không chịu được. Đó, thế nên từ cái phiên bản mùa 9 đến tận mùa thứ 23 bây giờ thì mình vẫn ăn bùa xanh trước. À đâu, chính xác là bùa đỏ trước nha anh em. Đó, mặc dù là farm thì có hơi nguy hiểm thật, nhưng nếu anh em ăn bùa đỏ trước thì cái tốc độ farm của chúng ta sẽ được tăng lên rất là nhiều. Có thể chuyển hóa sớm thành hai lối chơi. Lối chơi thứ nhất là ăn đỏ xong chúng ta ra ganh top luôn, hoặc cũng có thể là ra ganh đường rồng. Cái này thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái hướng bùa đỏ của team anh em. Những cái pha ganh ngay từ giai đoạn đầu trận với level 1, level 2 mà chúng ta có bùa đỏ, cái tỷ lệ ganh thành công mình nghĩ nó sẽ rất là cao. Thứ nhất là vừa làm chậm kẻ địch, và thứ hai là kẻ địch lúc đấy thì cũng có rất là ít chiêu để chạy. May ra là có cái tốc biến thôi. Nếu mà tốc biến được rồi thì chúng ta lại tiếp tục hướng mục tiêu sớm là cái con rơi thủ vệ. Mình không biết tên con này là con gì, mặc dù là cập nhật từ lâu rồi thì chúng ta cứ tạm gọi là rơi thủ vệ nha anh em. Ăn xong rồi chúng ta lại quay trở về chúng ta farm. Nói chung là ganh được thì cũng có lợi thế, mà ganh trượt thì cũng có lợi thế. Nó trúng trượt nó sẽ đều như nhau. Còn ở đây thì chúng ta cũng đã lên ganh ở khu vực đường. Úi dồi, thanh niên này làm gì thế này? Một cái pha lao lên có vẻ là hơi hổ báo đến từ vị tướng Văn Hên. Nói thật là hổ báo quá đà anh em. Nó chắc là thanh niên này như là chơi Văn Hên full phép hay sao anh em. Mình thấy những cái pha tốc biến lao lên và kết hợp ulti như thế chỉ có thể là Văn Hên full phép. Nhưng trong cái giai đoạn này là giai đoạn đầu trận, thế nên lượng đêm của Văn Hên thì mình nghĩ nó cũng rất là bé. Một cái pha xử lý như vậy thì mang cái tính chất liều gần như là 100% rồi. Chắc là pha này thì mình cũng sẽ tranh thủ ăn luôn rồng. Nó không ơi cơ hội nào mà hiếm mấy cơ hội này. Khi rừng của team bạn thì bắt đầu quay trở lại bùa xanh. Và trận này thì mình để ý hình như là Tachi đi rừng. Một cái chiến thuật rất là dị. Nhưng nó dị như thế này thì lợi cho mình rất là nhiều. Bởi vì cái chất tướng của Violet nha, chúng ta sẽ bích và sẽ chọn khi gặp phải những cái đội hình mà có cái lượng máu từ trung bình trở xuống. Có nghĩa là người ta sẽ đánh giá đây là một lượng máu ít và không nhiều. Đó thì chúng ta nên bích vị tướng Violet. Nó ngược lại với vị tướng Slim hay Yate đấy anh em. Slim hay Yate thì chúng ta bích khi gặp những đội hình nó trâu bò, nhiều máu, không thể ăn được thì chúng ta mới bích. Còn với những cái đội hình máu mỏng như thế này, bích Violet nó sẽ rất là mạnh. Chúng ta có thể thực hiện được những cái pha vút tâm one shot one kill của vị tướng Violet rất là khỏe. Nó va khỏe như thế nào thì anh em hãy cùng với mình theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Với build đồ của mình cho vị tướng Violet thì mình sẽ để dưới màn hình. Đó, anh em để ý là trong giai đoạn đầu trận thì mình sẽ không lên sớm những cái món trang bị kiểu như là kiếm truy hồn vội, mà chúng ta sẽ lên nửa cái kiếm, sau đó lên giày và tiếp tục lên một cái xuyên giáp cộng thêm phức hợp kiếm. Có nghĩa là trong giai đoạn đầu trận thì mình sẽ biến cho vị tướng Violet trở thành một cái vị tướng xạ thủ, mang cái tính chất người ta gọi là đêm gì nhỉ? Đêm vật lý. Chứ tạm thời là chúng ta chưa bàn đến cái vấn đề chí mạng ở giai đoạn này. Mặc dù là ngọc của vị tướng Violet thì mình vẫn lên cho vị tướng là ngọc sát thương chí mạng. Nhưng cái sát thương chí mạng đấy thì chúng ta sẽ lấy ở giai đoạn cuối trận. Đầu trận chúng ta sẽ biến vị tướng này trở thành những cái vị tướng thiên về cái mặt sát thương vật lý về hạng nặng nha. Đó giống kiểu vị tướng Joker và vị tướng Elsu. Đè đường rất là dễ và cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chơi theo một cái dạng chuyển hóa, đầu trận thì kết hợp vật lý với xuyên giáp, còn cuối trận thì là sát thương chí mạng và tốc đánh. Đó, anh em cứ chơi theo cái kiểu này thì đảm bảo là trận nào Violet cũng có thể gánh team. Đó, trận này thì là đi rừng nha anh em. Còn nếu mà trận nào anh em đi đường ý, thì anh em cũng lên như mình, nó không khác gì cả. Chẳng qua là đi rừng thì mình sẽ lên bồi theo một cái kiếm chiêu đó thôi. Đó, và ở đây thì chúng ta có cả xuyên giáp đến từ Muramasa, hoặc cũng có thể là xuyên giáp đến diệt thần cung. Nhưng theo cá nhân mình thì lên diệt thần cung sẽ hợp lý hơn. Đó, cái thương đấu sĩ của mình giai đoạn đầu trận thì cũng chỉ là mang một cái tính chất người ta gọi là tăng thêm xuyên giáp thôi. Cuối trận thì mình sẽ bán nó đi và chúng ta lên diệt thần cung. Thì đó mới là build chuẩn cho vị tướng Violet.
Một vấn đề nữa ở cái mặt phù hiệu cho vị tướng này, nếu anh em đi đường nha, chúng ta có thể sử dụng luyện kim cho Violet. Còn nếu anh em nào mà đi rừng giống mình thì mình nghĩ là nên sử dụng thần quang hoặc là ma chú. Tại vì sao ở đây chúng ta lại phải dùng thần quang với ma chú mà không dùng luyện kim? Nếu chúng ta đi rừng, chúng ta đi đường nha, chính xác là đi đường, chúng ta có thể giao tranh liên tục, bắn liên tục, nhưng đi rừng thì không được. Chúng ta chủ yếu là farm quái rừng, sau đó thỉnh thoảng mới đi ganh một lần. Có nghĩa là cái khả năng tăng tiến sức mạnh từ cái luyện kim nó sẽ là không có. Đó, nếu mà chúng ta mang luyện kim với ưu áp thì sẽ không hiệu quả bằng cái chúng ta mang cái thần quang. Đó, theo cá nhân mình thì Violet đi rừng mang thần quang sẽ là hợp lý hơn. Hoặc anh em nào mà muốn gia tăng thêm khả năng làm chậm đến từ Violet, chúng ta cũng có thể cân nhắc lên cho vị tướng này là phù hiệu du hiệp. Đó thì cũng có thể giúp cho vị tướng Violet bắn làm chậm tướng địch cũng rất là khỏe. Bây giờ thì trận đấu cũng đang được chúng ta lăn cầu tuyết một cách rất là nhanh gọn. Mặc dù cái chất tướng Violet này thì không phải là một chất tướng lăn cầu tuyết, nhưng với cái giai đoạn đầu trận khỏe nha, theo cá nhân mình giá là khỏe. Nếu mà gặp những cái đội hình mà nó máu mỏng như thế này thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể lăn cầu tuyết được. Đó, anh em để ý là cái thế trận từ nãy đến giờ chúng ta đang đẩy lên được khá là cao, khi gần như những cái thành viên của team địch đang ít máu dần dần. Đó, thí dụ những cái pha combat như thế này thì thôi chúng ta cứ đứng đằng sau chúng ta bắn. Mặc dù là cái lượng cấu rỉa của team địch bây giờ cũng đang khá là rát, nhưng không sao, đó, cứ cố anh em. Cái mấu chốt mà chúng ta muốn chơi tốt được cái vị tướng Violet này thì đó chính là đến từ những cái đòn bắn chiêu 1, lộn bắn và những cái đòn đánh thưởng của anh em. Vị tướng này thì như lẽ chúng ta cũng đã đề cập sơ qua một tí rồi. Một cái vị tướng giao thoa của hai cái chế độ xạ thủ, hay chính xác là hai gì nhỉ? Hai dạng xạ thủ ở trong liên quân. Một dạng xạ thủ thì thiên về mặt sát thương vật lý từ chiêu thức, và một dạng xạ thủ từ đòn đánh thường. Đó thì Violet sẽ giao thoa ở hai dạng đấy. Bắn thường cũng khỏe mà chiêu thức cũng khỏe. Đó, thế nên khi chơi thì chúng ta hãy cố làm sao vừa bắn thường và vừa ấn chiêu 1. Đó thì sẽ là khỏe nhất. Còn chiêu 2 của vị tướng Violet thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp người ta gọi là tấn công và tháo chạy. Tấn công khi nào mà tướng địch có ý định bỏ chạy, chúng ta ném chiêu 2 làm chậm. Hoặc là tháo chạy cũng vậy, ném chiêu 2 để cản chân tướng địch. Theo mình sẽ là tốt nhất. Cuối cùng đến cái chiêu cuối nha, một cái chiêu thức mà nhiều anh em hay mắc sai lầm, đó chính là dùng hơi sớm. Theo cá nhân mình thì cái chiêu cuối này chúng ta đừng nên dùng sớm. Nếu mà xét về cái mặt sát thương thì mình đảm bảo với anh em một điều rằng là chiêu cuối đêm rất là bé. Đó, nhưng mà trong trường hợp này thì nó lại là to. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiêu cuối này nó sẽ tích hợp để cho vị tướng Violet lát hít mạng thôi, chứ không mang một mục đích cấu gì à. Có nghĩa là khi tướng địch ít máu thì 10% máu đã mất của tướng địch sẽ chuyển thành thêm sát thương vật lý cho vị tướng Violet. Đó, thế nên những cái pha giao tranh đầu tiên ấy thì chúng ta lên một bắn chiêu 1. Còn đến khi tướng địch ít máu rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái chiêu cuối đại pháo này để lát hít lô tướng địch, thì sẽ là một lối chơi ổn nhất cho vị tướng Violet. Ở đây thì chúng ta cũng có thêm một cái lưu ý rất là quan trọng nữa, đó chính là đến từ chiêu 1. Nói chung cái chiêu thức này thì cũng tương đối có nhiều điều quan trọng. Với chiêu thức này ở trong những pha combat tổng nha, nếu anh em cảm thấy là chúng ta lăn lên được thì chúng ta lên lăn, nhưng lăn bằng cách nào để cho hiệu quả thì đó là cả một vấn đề. Nếu anh em đã thấy tướng địch ở trên màn hình rồi, thấy sát thủ rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng ulti lăn trực tiếp lao lên để tấn công. Còn trong những trường hợp mà chúng ta chưa biết sát thủ team địch ở đâu thì chúng ta lên lộn về. Đó là hai cái cách chơi phổ biến nhất của vị tướng Violet. Pha vừa xong thì chúng ta cũng đã có được một cái pha Quadra Kill. Nó rất là xanh nha anh em. Mặc dù là không được Mega tại vì Ngộ Không cũng hơi ở xa một tí. Chứ còn thí dụ pha đấy có Ngộ Không chắc là mình cũng sẽ dướn đuổi lên để bắt nốt anh chàng này. Rồi, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cố bảo trụ luôn. Đó, tranh thủ bảo trụ lúc nào chúng ta bảo lúc đấy. Với chất tướng của vị tướng Violet, nếu mà thắng sớm được thì mình nghĩ anh em cũng sẽ nên cố là thắng sớm luôn, tránh hạn chế để về lết. Nếu mà xét về cái sức mạnh lết của vị tướng này thì mình đánh giá nó cũng chỉ ở tầm 7 điểm thôi, nó không quá là cao. Nếu mà xét về những cái vị tướng xạ thủ hot hiện tại như là kiểu Thon hay T, nó thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Thon thì bây giờ mình cũng đang bị ám ảnh một cái Thon, đó chính là Thon 3 đạn xanh. Đầu trận thì không sợ lắm đâu anh em, nhưng mà lết thì team nào mà máu mỏng thì cứ xác định dần. Đó, Thon cứ bắn hai nháy thôi là những cái vị tướng máu mỏng gần như là tạch hết, rất là khó để có thể trụ được. Team địch pha này như có vẻ là hơi ham tà thần, mất đi khá là nhiều thành viên. Mất đi Alice rồi, mất Vân Hên và mất cả Tachi. Còn mỗi Ngộ Không thôi. Và Ngộ Không và vị tướng còn lại như là Niniana thì máu cũng không có nhiều. Thế nên mình nghĩ là chúng ta chỉ cần bắn nhẹ vài cái là ăn được. Nếu mà bảo chất tướng tanh thì chúng ta còn hơi rén, nhưng còn những cái chất tướng máu mỏng như thế này, đó anh em để ý nha, một bắn đi hẳn khoảng bao nhiêu? 70% cây máu đến từ vị tướng Lily. Nó rất là đau luôn.
Và chắc cái trận đấu này thì cũng thắng được rồi anh em. Và video của mình và vị tướng Violet trong mùa thứ 23 thì đến đây cũng là kết thúc rồi nhé. Và nếu em nào thấy hay, giúp mình đã để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục làm video khác hơn nhé. Và lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.